Xin mời Vũ Đoàn ở nguyên vị trí trên sân khấu và tiếp theo chương trình. Mời cả nhà mình hãy lên giao lưu những điệu nhảy tự do. Các con trai đang sẵn sàng cùng nhau lên sân khấu nào. Người em gái có xa trên đường về là chỉ em đâu hết anh yêu thương em đẹp trai đi. Người em gái quay cho đẹp trai đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là với Trang Duy Minh nhá. Chị em mời tất cả chị em
người. Nhưng tôi bên nhau cũng mơ mơ.